lòng dân, yêu nước thương nhà, lòng căm hờn với nước vỡ bờ. Cả nước từ trong máu lửa, rủ cùng đứng dậy khẳng định chân lý. Nước chúng ta, nước của những người không bao giờ khuất phục. Trong cuộc đấu tranh đó, người lớn cứu nước đã đành, trẻ em cũng góp phần mình một tay. Nhiều tấm gương anh hùng thiếu niên xuất hiện, trong đó nhiều nhất là người thiếu niên quả cảm kiên cường. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thêm vững mạnh như tổ chức nhiều phong trào hay